Dạ vâng, mến chào quý bà con, quý anh chị đang trở lại kênh với kênh Xe Giá Rẻ Bình Dương. Thì hôm nay em còn mấy mẫu xe bên này, mưa quá em không quay bên bãi không quay được. Em quay mấy mẫu cũ này còn lại cho quý anh chị xem mà nắm giá nha. Để Innova 2017, 18 đâu nè. Màu đồng bánh kim, màu trắng, màu bạc. Đó, với lại em cũng đang có dự tính là sẽ bớt mấy cái xe này để em làm lại cái mặt bằng đó bà con. Đấy, cho nên là quý bà con nào mà có cái nhu cầu mà mua xe thì nhanh tay liên hệ nha. Luôn có giá tốt nha, giảm cho bà con 5 triệu, 10 triệu là thoải mái. Đẹp ghê luôn. Đấy, đây em chắc là xử lý lại cái mặt bằng, nâng cấp lên chứ nó cũng xuống cấp lắm rồi. Đấy, đây là mặt bằng phía trước của bên em. Đấy, thì mặt đường để giao dịch thôi, chứ chủ yếu là em hoạt động mặt bằng ở bên kia. Đấy, dài từ cái này nè, đấy, xuống dưới này bên kia là có 50-60 xe nha, còn bên này là bỏ chục 20 xe đó, gọi là có văn phòng giao dịch thôi, đấy, 7 xe thôi. Đấy, còn mấy cô bên này thì em quay cho bà con. Rồi, đầu tiên là em này đi, 2017 đồng ánh kim, đó, biển Cần Thơ nè, xe này là không taxi không gì hết nè, rất đẹp. Lốp thì bên em vừa thay mới, còn tem luôn, đấy, còn tem luôn. Chiếc này là 439 triệu, bớt hẳn trên cho bà con 4 triệu, còn 435 435. Nội thất đẹp, nội thất đỏ đen sport đi 8 vạn nha. Đấy, xe là nó riêng mấy mẫu những xe form mới là không có taxi nha, không taxi nha bà con. Sơn là sơn zin, qua thời gian sử dụng thì sơn tỉa là phải có. 435 triệu. Bao rút cái hồ sơ cho bà con. Nếu bà con thiếu tiền, ví dụ như là thiếu 50-60, bên em sẽ cho góp tay đôi với cửa hàng không lấy lãi. Rồi, nếu mà bà con mà muốn mua góp thì có hộ khẩu Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, hoặc là có tạm trú, là em sẽ cho bà con sẽ cho bà con vay ngân hàng rồi nha. Rồi nếu mà thích màu trắng thì bên em sẽ màu trắng thì bên em có con này 2018, bên em có 2 mẫu. Đấy, bà con có đến cửa hàng của em xem được con nào thì lấy con đó, rất thoải mái lựa chọn, được quyền mình bỏ tiền ra mua xe, mình được quyền lựa chọn. Đấy, giá thì bên em để cho bà con là 465, nhưng mà hôm nay em giảm cho bà con 5 triệu, đồng giá 460. Bao rút cái hồ sơ cho bà con. Đấy, đăng kiểm thì đăng kiểm dài. Đó, bà con coi nội thất mới. Đấy, vô lăng carbon, nội thất ghế nâu da bò. Đấy, 460 triệu, bà con không nghe làm đâu. Đời 2018. Có cân bằng điện tử, eco, tiết kiệm nhiên liệu, đầy đủ hết. Và một con 2017, giá nó cũng hơn một tí đây. Cuối 2017, chiếc này nó có cân bằng điện tử thì nó hơn cái chiếc 65 kia 10 triệu. 10 triệu nhưng mà bù lại nè, nó có công nghệ cân bằng điện tử thì nó giống như con 2018 rồi. Nó lăn bánh 2018, 445. Đó, màu đồng ánh kim. Đấy, màu đồng ánh kim. Đấy, xe rất đẹp. Đó, bà con thích mẫu nào thì cứ alo trực tiếp cho bên em nha. Đấy, luôn luôn có cái giá tốt cho bà con. Đó, xe rất là đẹp bà con. Đấy, đẹp len ken xèo ben luôn. Rồi, bà con cần chiếc xe nào, cần chi tiết cái hình nào thì cứ nói cho em sẽ gửi cho bà con. Xpander có số sàn màu bạc, là 2020, giá là 445, bớt 5 còn 440. Đấy, có sao nó vậy. Đấy, rất là đẹp. Còn màu trắng là 2019, 425, rồi bớt 5 còn 420. Số tự động là 485, bớt 5 là 480. Và này là 2018, số sàn. Chiếc này em bán là 479 triệu, bớt cho bà con còn 470, bao rút cái hồ sơ. Giá trên là bán chứ còn không bớt được nữa nha bà con nha, lưu ý nha. Rất rất nhiều bà con trẻ em 460 triệu chiếc xe này, nhưng mà em không đồng ý nha.
Tại vì em vẫn xe đẹp nên em bán giá nó cũng vừa phải thôi, chứ không có cao đâu. 2018 một chỗ mua mới từ đầu, màu đồng ánh kim. Đó, bà con cứ tới xem xe rồi em bớt lọc lá cho bà con nha. Đấy, xe về rất là nhiều nha. Alo trực tiếp cho em số điện thoại 0972147247 nha quý bà con nha. Xem xe tại Dĩ An Bình Dương đã em bán hết rồi, trống rồi. Đang chuẩn bị xe mấy ông này nữa là cả tài mặt bằng. Nha bà con nha. 0972147247 nha.